Chương trình 24 giờ chuyển động. Trong chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, khởi tố bắt tạm giam chủ chung cư mini xảy ra cháy khiến hơn 90 người thương vong. Cháy chung cư cao tầng vẫn luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Địa hình cao, mật độ dày khiến việc thoát hiểm cũng gặp khó khăn hơn. Sự việc này một lần nữa là hồi chuông khiến chúng ta phải thực sự cảnh giác trong việc phòng chống hỏa hoạn tại các tòa nhà cao tầng. Khuyến cáo người dân không tự ý điều trị đau mắt đỏ. Chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, nhất thủy nhì hỏa, giặt lửa luôn là ám ảnh kinh hoàng nhất đối với người dân ở bất kỳ đâu. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong ở Hà Nội, cũng như tìm hiểu về những cách thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn tại chung cư. Trước khi đến với chủ đề nóng này, mời quý vị cùng theo dõi cụm tin nóng ghi nhận những sự việc xảy ra trong 24 giờ qua. Tin nóng. Tối ngày 13 tháng 9, thông tin từ công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Theo Công an thành phố Hà Nội, ông Minh là chủ chung cư mini số 37, ngách 29, xuyệt 70 Khương Hạ, phường Khương Định, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng. Công an thành phố Hà Nội cho hay, tới thời điểm tối ngày 13 tháng 9, lực lượng chức năng đã xác định 56 người tử vong và 37 người bị thương, trong đó đã xác định được danh tính của 39 trên 56 nạn nhân tử vong. Trưa ngày 13 tháng 9, Thủ tướng... Phạm Minh Chính đã tới thị sát hiện trường vụ cháy, đồng thời gửi lời thăm hỏi chi buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn. Tiếp đó, Thủ tướng đã tới bệnh viện Bạch Mai kiểm tra công tác cứu chữa những người gặp nạn, đồng viên các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ, thăm các bệnh nhân tại khoa cấp cứu A9 và khoa Nhi. Thủ tướng mong các bác sĩ làm hết sức mình để cứu chữa các nạn nhân, quan tâm đồng viên tinh thần các nạn nhân và người nhà. Giáo sư, tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho biết: là chúng tôi có uh, hầu hết các bệnh nhân là đều ngộ độc phí siêu, thì chúng tôi đã xác định được. Thứ hai nữa là vì bệnh nhân nhảy xuống và nhiều bệnh nhân bị chấn thương và đa chấn thương, Thế thì hiện tại là các bệnh nhân đã được đang được cấp cứu điều trị tại các cái đơn vị trong bệnh viện đó là trung trung tâm cấp cứu A9, trung tâm chống độc, trung tâm nhi khoa và trung tâm hồi sức tích cực. Cái tổng số bệnh nhân như vậy thì hiện tại là chúng tôi đã báo cáo giáo dục quê là sáng nay thì sau khi mà chúng tôi cấp cứu ban đầu các bệnh nhân ổn định thì bệnh viện đã giả soát lại từng bệnh nhân một và chúng tôi đã tổ chức hỗ trợ toàn viện Đấy, hội chức tập toàn viện bao gồm hơn 20 chuyên gia chuyên khoa các chuyên khoa khác nhau và giả soát từng bệnh nhân một trên tất cả các lĩnh vực khác nhau thì để mà cấp cứu điều trị bệnh nhân và báo cáo giáo quê là với tinh thần của bệnh viện và thực hiện cái chỉ đạo của bộ y tế là bây giờ là toàn bộ bệnh nhân cũng như là thân nhân của họ là những người mà thân nhân cũng rất là hoảng loạn. Thành phố Hà Nội chiều ngày 13 tháng 9 đã thông tin trẻ thương vong được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng từ quỹ bảo trợ trẻ em thành phố, trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện được hỗ trợ thêm 10 triệu đồng thành phố cũng trợ giúp sinh viên, công nhân, người lao động thuê hoặc ở ghép tại căn hộ mỗi người 1,5 triệu đồng một tháng trong 6 tháng. Người bị thương trong vụ hỏa hoạn phải điều trị tại bệnh viện được hỗ trợ toàn bộ kinh phí. Gia đình có trẻ đi học được hỗ trợ 5 triệu đồng mua sách vở, đồ dùng học tập. Các khoản hỗ trợ nêu trên trích từ ngân sách thành phố, nguồn xã hội hóa, mặt trận tổ quốc. Thưa quý vị, trong những ngày qua trên địa bàn thị xã Sapa có mưa lớn gây lũ ống, lũ quét xuất hiện tại nhiều địa phương làm hai người thiệt mạng, bốn người mất tích và cuốn trôi nhiều tài sản của người dân ở khu vực xã Nằm Can Cũ, nay là xã Liên Minh. Tại huyện Bát Sát, vào khoảng 21 giờ ngày 12 tháng 9, lũ lụt cục bộ đã xảy ra tại xã bình Ngang, cũng cuốn trôi một người tại thôn Suối Chải, trong sáng ngày 13 tháng 9, các lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn. Sau khi cơn lũ đi qua tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, mưa lớn cục bộ vào tối 12 tháng 9 đã dẫn tới lũ trên suối Nậm Cang trên địa bàn lên nhanh, tạo ra lũ quét, lũ ống cuốn trôi nhiều đất đá xuống vùng hạ chu, gây thiệt hại nặng nề cho các hộ nuôi cá tầm, cá hồi của bà con địa phương dọc hai bên suối. Theo thống kê của ngành chức năng, đến 11 giờ trưa ngày 13 tháng 9, mưa lũ đã làm 4 người tử vong, 5 người mất tích và 5 người bị thương. Trong số 5 người còn mất tích của 4 xã Liên Minh và 1 người của xã Phình Ngang, huyện Bát Sát. Các trường hợp tử vong và mất tích tại xã Liên Minh, thị xã Sa Ba là các hộ dân đi kiểm tra khu vực nuôi cá nước lạnh, cá hồi, cá tầm. Do có mưa lớn, cây sạt lở lũ quét ập đến nhanh, không kịp chạy thoát, bị chùi lấp, lũ cuốn trôi. Mưa lũ gây nhiều thiệt hại về tài sản, nhà cửa, hoa màu, vui lấp nhiều bể nuôi cá tầm, cá hồi của người dân địa phương, làm sạt lở nhiều tuyến đường, gây áp tắc giao thông cục bộ tại một số địa phương. Chị Chào Pha Nhàn ở xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai nói: Các anh em ở đây nơi cá ở đây là lúc đấy là tâm mưa rất là hơn 7 giờ, sau là lúc mất lán rất là rất là gần 8 giờ. Anh Phạm Chào Chẩn, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai nói. Mà nhà mình đang có mấy anh em đang ở nhà ăn cơm nghe kêu đùng đùng không biết cái gì. Xong ra suối là đi hết. Trong sáng 13 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các huyện, thị xã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại, tổ chức tìm kiếm cứu nạn nạn nhân bị mất tích, đoàn công tác do đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trịnh xuân trường làm trưởng đoàn cùng các sở ngành mặt trận tổ quốc đến trực tiếp hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn nạn nhân mất tích khắc phục thiệt hại thăm hỏi động viên gia đình có người bị nạn sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã cử hai đoàn công tác xuống các huyện bát sát thị xã sapa phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Sapa cũng đã huy động lực lượng tại chỗ khoảng 200 người là công an quân sự, người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. Huyện Bát Sát huy động trên 50 người tổ chức tìm kiếm cứu nạn nạn nhân dọc hai bên bờ suối Sùng Chui. Sở Giao thông Vận tải xây dựng Lào Cai đã chỉ đạo đơn vị bảo trì đường bộ, thực hiện công tác hốt dọn sạt lở máy ta luy, đất bùn tràn trên mặt đường khơi thông hệ thống thoát nước đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Đối với những người bị thương, Ủy ban nhân dân thị xã Sapa đã chỉ đạo lực lượng y tế thực hiện sơ cứu để xác định tình hình và có biện pháp chuyển tuyến khi cần thiết. Đối với người bị sát đánh tại xã Bản Hồ đã đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai để cứu chữa. Ngày 13 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Nhu, 30 tuổi, quê tỉnh Lào Cai, về hành vi thu thập, tàn trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa, trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Đây là đối tượng chính trong đường dây chuyên mua bán thông tin tài khoản ngân hàng và có sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng khắp cả nước. Bước đầu, Hoàng Đức Nhu khai nhận khi có cách liên hệ mua thông tin tài khoản ngân hàng, thì Nhu liên hệ các đầu mối trên mạng và với cả nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để tra soát, thu thập, mua thông tin, rồi bán lại cho khách hàng liên hệ qua mạng xã hội với giá chênh lệch. Tùy vào từng ngân hàng khác nhau mà nhu bán thông tin tài khoản ngân hàng với giá khác nhau, khoảng từ 300.000 đồng đến 2,2 triệu đồng mỗi thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó, nhu trả tiền cho người đã tra soát, cung cấp bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền từ 200.000 đồng cho đến 1,9 triệu đồng một thông tin thu lợi bất chính từ 100 cho đến 700 000 đồng một thông tin. Và cụ thể, dù đã thu thập, trao đổi mua bán thông tin cá nhân của 212 tài khoản ngân hàng, sau đó bán và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Tiểu mục nóng trên mặt báo. Thưa quý vị, đêm 12 tháng 9, vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội khởi phát đã gây ra thiệt hại rất lớn, đặc biệt về người. Các cơ quan chức năng đã huy động toàn lực, phối hợp chặt chẽ, khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. Mời quý vị nghe qua phần tổng hợp sau. Hơn 23 giờ đêm 12 tháng 9, tại căn chung cư mini nằm sâu trong ngõ Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội, một đám cháy lớn đã khởi phát nhanh chóng bao trùm tòa chung cư mini 9 tầng có diện tích khoảng 200 m2 với khoảng 150 người sinh sống. Mặc dù ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để dập tắt đám cháy, nỗ lực giải cứu các nạn nhân. Nhưng do trong cách nhỏ, chung cư lại không có cửa thoát hiểm, nên thiệt hại về người là rất lớn. Tính đến tối 13 tháng 9, cơ quan chức năng đã xác định 56 người tử vong, trong đó 29 nạn nhân là học sinh và 37 người bị thương. Trước tình hình nghiêm trọng của chủ diệt, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành liên quan và lãnh đạo thành phố Hà Nội đã thị sát hiện trường, yêu cầu lực lượng chức năng tập trung cứu chữa người bị nạn, đồng thời huy động mọi nguồn lực hỗ trợ kịp thời tốt nhất cho các hộ dân. Theo đó, hỗ trợ cho người lao động tử vong là 10 triệu đồng một trường hợp, hỗ trợ người lao động bị thương 5 triệu đồng một trường hợp, hỗ trợ đối với người thân của đoàn viên người lao động bị tử vong là 5 triệu đồng một trường hợp và hỗ trợ đối với người thân của đoàn viên người lao động bị thương 3 triệu đồng một trường hợp. Chiều 13 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy, về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy và tiếp tục điều tra vụ việc. Nhất thủy, Nghi Hỏa dập phá không bằng nhà cháy đó là câu nói quen thuộc của người dân từ xa xưa về hậu quả của thiên tai lũ lụt và hỏa hoạn cháy nổ có sức tàn phá khủng khiếp nếu không kịp thời phòng ngừa ngăn chặn sẽ gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản vụ cháy chung cư mini với hậu quả vô cùng thương tâm này là một minh chứng kiện mỗi chúng ta không khỏi bàng hoàng đau xót sẽ chẳng có gì bù đắp được bởi những mất mát quá to lớn này dân cháy chung cư cao tầng vẫn luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Địa hình cao, mật độ dày khiến việc thoát hiểm cũng gặp khó khăn hơn. Sự việc này một lần nữa là hội chuông khiến chúng ta phải thực sự cảnh giác trong việc phòng chống hỏa hoạn tại các tòa nhà cao tầng. Không chỉ ở Việt Nam, những vụ cháy chung cư cao tầng hay các tòa nhà cao ốc bị bào hỏa thiêu rụi từng là nỗi ám ảnh với nhiều người dân trên khắp thế giới. Một quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại các chung cư cao tầng. Cháy chung cư cao cấp Anh 80 người thiệt mạng. Vụ hỏa hoạn lớn xảy ra ngày 14 tháng 6 năm 2017 tại Renfield Tower, cao 24 tầng, một chung cư thuộc diện nhà ở xã hội ở Bắc Kensington, một khu vực khá giả thuộc Tây London, Anh. Có ít nhất 200 nhân viên cứu hỏa và 45 xe cứu hỏa đã đến hiện trường, nhưng đã không thể chế ngừ được đám cháy khoảng 80 người đã tử vong hoặc mất tích, được xem như đã thiệt mạng trong vụ cháy. Cảnh sát xác định vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ một chiếc tủ lạnh rò điện và ngọn lửa lan nhanh do tấm ốp ngoài tòa nhà không đạt tiêu chuẩn an toàn. Cháy chung cư ở Trung Quốc, 10 người thiệt mạng. Vụ cháy chung cư cao tầng ở Trung Quốc xảy ra đêm 24 tháng 11 năm 2022 tại trùng Tân Cương đã làm 10 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Đám cháy đã bắt đầu từ tầng 15 của chung cư, cháy lên tầng 17, khói đèn bao trùm lên tầng 21 của tòa nhà. Từ kết quả điều tra sơ bộ, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân chủ cháy là do chập bản điện trong phòng ngủ của một gia đình. Giới chức Trung Quốc cần tới 3 giờ để khống chế đám cháy. Cháy chung cư New York, Mỹ khiến 19 người tử vong. Ngày 9 tháng 1 năm 2022, khoảng 200 lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường vụ cháy tòa nhà chung cư Twin thành phố New York, Mỹ, Vụ cháy đã khiến 19 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em, cùng hơn 50 người bị thương do ngạt khói nghiêm trọng. Đám cháy ngày 9 tháng 1 bắt nguồn từ một căn hộ 2 tầng, nối từ tầng 2 lên tầng 3. Các nhân viên cứu hỏa đã phát hiện cửa của căn hộ mở toàn, điều này dường như đã khiến ngọn lửa lan nhanh hơn và khói độc xông lên các tầng ở phía trên. Người xưa từng nói, nhất thủy, nhị hỏa, giặc lửa luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất đối với người dân ở bất kỳ đâu. Dân số tăng nhanh, các khu chung cư mọc lên với mật độ dày đặc hơn, chất lượng các công trình không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ là những nguyên nhân dẫn đến những vụ việc thương tâm vừa qua. Vậy làm thế nào để có thể phòng tránh những ngọn lửa hung bạo này? Mời quý vị và các bạn hãy theo dõi một số kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới. Từ những vụ cháy kinh hoàng trên thế giới thì các chuyên gia nhận định đa phần nguyên nhân đều do các khu nhà sát nhau, nhiều vật liệu gỗ, bắt cháy xếp chồng lên nhau. Vì vậy, các kỹ sư xây dựng tại Canada cho rằng điểm mấu chốt để ngăn lửa lan ra nhanh chính là xây các bức tường ngăn lửa và sử dụng sàn chống cháy. Anh Andrew Fram, kỹ sư xây dựng, nói Các tòa nhà cao tầng, chung cư, dân sinh là những nơi có yêu cầu chống cháy cao nhất về tập trung đông người. Do đó, nguyên nhân vật liệu như là bê tông và cốt thép đều phải có khả năng chống cháy với yêu cầu tối thiểu là 2 giờ đồng hồ. Khả năng này sẽ được kiểm tra và nghiệm thu cẩn thận trước khi bàn giao nhà cho người dân. Các tấm gỗ dùng để xây cửa chống cháy hay vách ngăn tường đều có thông số rõ ràng về thời gian chiều lửa. Điều này giúp cho các cơ quan chức năng cũng dễ dàng kiểm tra trước khi thi công. Trong các vụ hỏa hoạn, đa phần người dân đều tử vong do ngạt khói. Cấu tạo các chung cư Tây Anh, Mỹ, Nhật Bản và Canada đã đưa ra một kết cấu rất thông minh để mỗi căn hộ trong tòa nhà đều có một lối thoát để có thể thoát hiểm và ngăn khói tràn vào trong. Công nghệ này đã được thử nghiệm bằng thực tế. Ông Alphalan Cortez, Phó Giám đốc An toàn xây dựng công ty Hanover nói, Yếu tố chống cháy nổ rất được ưu tiên trong mỗi công trình nhà ở cao tầng. Chúng tôi đều duyệt thiết kế trên bản vẽ trước khi thi công và đảm bảo khi xảy ra tình huống khẩn cấp sẽ có lối thoát hiểm. Tiếp đến là giám sát việc nhập vật liệu đặc thù trong quá trình xây dựng. Tại Mỹ, trước khi xây dựng một chung cư, các cơ quan chức năng sẽ có những cuộc làm việc cùng nhau để thảo luận và đưa ra các giải pháp thi công phù hợp với các yêu cầu của luật phòng chống hỏa hoạn trong xây dựng. Đây là bộ luật được đưa ra với hai mục tiêu chính là phòng cháy và chữa cháy. Các yêu cầu cụ thể sẽ được chi tiết hóa trong từng mục và buộc các nhà thầu, công ty xây dựng tuân thủ. Ông Ken Rouse, cơ quan cứu hỏa Pasadena, Mỹ, nói cần phải thừa nhận rằng phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của tất cả mọi người để đạt được một tiêu chuẩn an toàn. Đúng như trong quy định thì công tác thanh tra khi thi công cũng phải được đặt lên hàng đầu. Một quy tắc phòng cháy chữa cháy khi xây dựng là cẩm nang để giúp các công trình của chúng ta trở nên an toàn hơn. Kim cứu hỏa hay dội cứu hỏa cũng là một phát minh vô cùng hiệu quả trong việc chữa cháy khẩn cấp. Với cấu tạo này, các kim sẽ tự động nổ ra ở một độ nóng nhất định và phun tia nước dập đám cháy ở khắp các phòng thiết kế này còn có hai loại một là sử dụng trong các căn phòng cao ốc một là dành riêng cho hộ gia đình phòng cháy hơn chữa cháy tuy nhiên không ai có thể dự đoán trước những sự cố hỏa hoàng như thế này Vậy trong ranh giới giữa sự sống và cái chết khi gặp đám cháy chúng ta cần làm gì câu trả lời sẽ có ngay sau đây theo cục bảo vệ môi sinh hoa kỳ trong một trận cháy rừng hay cháy nhà khói chính là kẻ thù số một khi thường xuyên là tác nhân khiến người bị nạn rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm thậm chí là mất mạng đều ngay lập tức cần làm là phủ khăn ướt che kính mặt mũi, giúp lọc một phần khói khí độc. Khi phát hiện cháy cần bình tĩnh tìm lối thoát nạn sẵn có, đồng thời thông báo cho các phòng lân cận, chuẩn bị các vật dụng y tế thiết yếu khi băng qua lửa khói và di chuyển cuối khơm mem theo đường tường, mở cửa chú ý tránh lửa tạt. Di chuyển bằng cầu thang bộ theo một hàng, tuyệt đối không sử dụng thang máy. Nếu không thể ra lối thoát hiểm an toàn, hãy ra ban công và ra hiệu hỗ trợ trong các nhà cao tầng phải bố trí ít nhất một khu trú ẩn trên tầng cách mặt đất 24m kiểm tra nơi trung nấu thờ cúng khóa bình ga rút vít cắm điện tắt các thiết bị điện không sử dụng lắp đặt hệ thống báo cháy chữa cháy tự động đảm bảo chữa cháy được trên toàn bộ diện tích phòng cháy chữa cháy không phải là nhiệm vụ của riêng ai mà của tất cả chúng ta Công tác này cũng đặt ra một yêu cầu phối hợp chặt chẽ liền mạch giữa các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giúp các công trình xây dựng trở nên an toàn hơn, tránh được những tổn thất không đáng có về người và của. Đến đây thì nội dung này sẽ được phép khép lại tiếp tục chuyển động với chương trình ngày hôm nay là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Tiểu mục Đông Tây chuyển động. Thưa quý vị, tỉnh Gia Lai đang đối mặt với dịch bệnh đau mắt đỏ, viêm kết mạc trên diện rộng với hàng ngàn ca mắc bệnh được ghi nhận từ đầu tháng 8 năm 2023 đến nay. Đây là bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với dịch tiết của mắc bệnh nhân và đang có nguy cơ lây lan cao trong trường học. Các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã khuyến cáo và đề nghị phụ huynh học sinh, các trường học nâng cao các biện pháp phòng chống. Mời quý vị cùng lắng nghe tại Gia Lai. Tỉnh Gia Lai đang có khoảng 3.000 người bị đau mắt đỏ, tập trung chủ yếu thành phố Pleiku, Cao điểm của dịch đau mắt đỏ bắt đầu từ tháng 9 và bắt đầu leo thang sau ngày khai giảng năm học mới. Ghi nhận tại Bệnh viện Mắt Cao Nguyên, thành phố Lê Cù, hơn một tháng nay, bệnh viện này đã tiếp nhận điều trị cho hơn 1.700 bệnh nhân bị chim kết mạc. Trung bình mỗi ngày có hơn 40 bệnh nhân đến khám và điều trị. Cùng với đó, các cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng tiếp nhận hàng chục đến hàng trăm ca mỗi ngày trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp các cơ quan chức năng của tỉnh gia lai đã có văn bản đề nghị các bệnh viện trung tâm y tế các huyện thị xã thành phố tăng cường tuyên truyền giám sát phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh đau mắt đỏ do đó việc ý thức thực hiện các biện pháp phòng tránh như giữ gìn vệ sinh cá nhân đeo khẩu trang không sử dụng chung các vật dụng cá nhân hạn chế tiếp xúc với người nhiễm bệnh là rất quan trọng đặc biệt khi có các dấu hiệu nhiễm bệnh như đau mắt ngứa chảy nước mắt sưng bí mắt nên đến bệnh viện chuyên khoa mắt để khám và điều trị kịp thời tránh dẫn biến chứng xấu xảy ra. Trước tình hình dịch bệnh đau mắt đỏ đang bùng phát và gia tăng tại Đà Nẵng, một số người dân ngày đến cơ sở y tế thăm khám. Thay vào đó là tự điều trị tại nhà bằng các loại kháng sinh. Theo các bác sĩ chuyên khoa, việc tự điều trị này dễ gây ra những hệ lụy sức khỏe ảnh hưởng đến thị lực về sau và khuyến cáo người dân không tự ý điều trị đau mắt đỏ khi chưa có chỉ định của bác sĩ. ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng. Chỉ trong 3 ngày gần đây, phòng khám mắt Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã tiếp nhận khám, điều trị cho hơn 500 ca bệnh đa mắt đỏ, hay còn gọi là viêm kết mạc. Hầu hết bệnh nhân đến thăm khám trong tình trạng mắc bị viêm đỏ, cộm, rác, ngứa. Số lượng bệnh nhân đến khám tăng đột biến, trong số đó có những trường hợp bị viêm mắt đỏ chỉ sau 2 ngày phát bệnh. Ông Phan Vĩnh Trung, thành phố Đà Nẵng, nói. Cháu nó đỏ được 2 ngày rồi, thì chỉ có ở nhà chỉ có mua nước muối rồi nước 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 muối để rửa rửa cho mắt cho cháu thôi chứ không có mua thuốc mua đồ chay. hôm nay bắt đầu mới chở cháu đi đến bệnh viện để bác sĩ để kiểm tra theo các bác sĩ chuyên khoa mắt với những bệnh nhân gặp triệu chứng viêm kết mạc người bệnh nên thăm khám tại những cơ sở y tế có chuyên khoa mắt Đặc biệt lưu ý không tự ý mua thuốc điều trị khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Điều này dễ dẫn đến việc điều trị không hiệu quả và khiến tình trạng bệnh nặng hơn, gây những tổn thương nặng nề cho mắt. Trước diễn biến phức tạp của dịch đau mắt đỏ, các cơ sở y tế tại Đà Nẵng cũng đã chủ động mọi điều kiện để sẵn sàng thu dung điều trị cho người dân. Bác sĩ Dương Quốc Khánh, trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm Y tế quận Sơn Trà nói. Chuẩn bị đầy đủ thuốc vật tư y tế để đáp ứng với là nhu cầu gia tăng đột biến số ca bệnh viêm mắt đỏ đến đơn vị và dự kiến tiếp tục cái 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 thuốc trong để chuẩn bị điều trị trong thời gian tới. Đợt dịch đau mắt đỏ viêm cách mạc lần này do endovirus gây ra là virus này lây lan theo đường hô hấp khi nói chuyện tiếp xúc và lây qua dịch tiết. Do vậy cần chú trọng khâu vệ sinh phòng bệnh và đến cơ sở y tế để thăm khám kịp thời khi có triệu chứng. Không nên tự ý điều trị tại nhà bằng các loại kháng sinh. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, Tại Hà Nội, bắt ba thanh niên cướp tài sản manh động. Tiểu mục chuyện ngày mới, những người hùng thầm lặng trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử chồng. Tiểu mục cà phê không đường. Tiểu mục cà phê không đường tiếp tục chương trình với một câu chuyện đáng chú ý về thương mại điện tử. Thưa quý vị, sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử cũng đang tồn tại mặt trái khi tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng xuất hiện ngày một nhiều trên không gian mạng. Và điều này khiến cho môi trường kinh doanh lành mạnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là các thương hiệu nổi tiếng. Câu chuyện sẽ được phản ánh cụ thể trong phóng sự sau đây. Mời quý khán giả cùng lắng nghe. Những sản phẩm khá quen thuộc đối với người tiêu dùng, Điều đáng nói đây chính là những sản phẩm đang bị làm giả một cách công khai ngay trong môi trường mạng lẫn thị trường truyền thống, có thể dễ dàng mua và thay thế. Từ những phòng bi, má phanh, dây văn, dây curoa, thậm chí dầu nhớt cũng bị làm giả. Và việc dùng những phụ tùng xe giả sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn khi lưu thông trên đường. Bà Đại Khá Quỳnh, trưởng nhóm sở hữu trí tuệ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, nói không biết thực tế diễn ra như thế nào so với thị trường truyền thống nhưng mà chỉ cần một cú click chuột hoặc là dùng cái keyword là phụ tùng xe máy phụ tùng Honda hay xe điện Vespa là nó xuất hiện rất nhiều những cái mặt hàng giả và và vi phạm như vậy thực ra thì cũng không 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 quá khó để phát hiện hàng giả hay hàng hàng vi phạm bởi vì cái giá thành của những mặt hàng đấy thường nó sẽ rất rẻ trong bối cảnh phát triển thương mại điện tử hiện nay, ngoài những đối tượng làm giả như vậy, do các công cụ để hỗ trợ cho thương mại điện tử rất mạnh mẽ, đặc biệt trên web, tính ẩn danh rất cao, nên công tác đấu tranh chống hàng giả trên môi trường thương mại điện tử hết sức khó khăn. Theo thống kê của Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương, mỗi năm có khoảng 1.500 đơn khiếu nại của người tiêu dùng liên quan tới các giao dịch mua bán trên các nền tảng trực tuyến như hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không mua bán, không có hóa đơn chứng từ ông Nguyễn Hữu Tuấn, trưởng phòng quản lý hoạt động thương mại điện tử, cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương nói: à, Có thể nói là những cái khó khăn lớn nhất xảy ra đấy là đối với những cái đối tượng thì có phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thứ hai là chúng đưa thông tin trên mạng thì đưa là rất khó nhận biết đâu là thật, đâu là giả. Thứ ba là là việc là cái cái công cụ để cho các cán bộ làm công tác thực thi cũng rất là yếu. Cái thứ tư là bản thân là các người mua hàng nhiều khi chúng ta biết mua phải hàng giả nhưng vẫn không tố giác tội phạm. Thứ năm là sự phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền nó vẫn còn hạn chế. Ông Đặng Văn Dũng, phó chánh văn phòng thường trực, ban chỉ đạo 389 quốc gia nói. Chính phủ đã ban hành đề án chống hàng giả bảo vệ người, quyền lợi người tiêu dùng và ban chỉ đạo 389 quốc gia cũng đã ban hành kế hoạch 399 ngày 10 tháng 10 năm 2020 để trong hai trong kế hoạch 399 cũng như đề án 319 đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả chống mua lậu gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử. Theo các chuyên gia, hiện mỗi sàn giao dịch thương mại điện tử có trên 5.000 thương hiệu và hàng ngàn đối tác kinh doanh đa dạng các mặt hàng. Về nguyên tắc hoạt động của các sàn giao dịch thương mại điện tử chủ yếu cho thuê gian hàng online, do đó sản phẩm không việc kho chứa của bất kỳ sàn giao dịch nào nên không phát hiện được hàng hóa vi phạm bên cạnh sự vào cuộc và nỗ lực của các cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, bản thân các chủ sàn thương mại điện tử cũng cần tự nâng cao trách nhiệm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Phần tin nóng trở lại ngay sau đây, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Tin nóng Ngày 13 tháng 9, Tòa Nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hùng, 29 tuổi, 18 tháng tù, Lê Phước Hải, 30 tuổi, 12 tháng tù, về tội tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng, tháng 11 năm 2022, Hùng được một người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh không rõ lai lịch gửi cất dùm một khẩu súng và chính viên đạn. Khoảng một tháng sau, Hùng lấy súng đạn nhờ Hải cất dùm. Hải đồng ý và đem súng về nhà cất trên tủ quần áo khuya ngày 4 tháng 12 năm 2022, trong lúc Hùng và Hải đang đứng trước sảnh của khách sạn chuẩn bị thuê phòng để thỏa mãn cân nghiện, thì bị công an kiểm tra phát hiện bắt quả tang Hùng đang cất giấu chất cấm trong người, còn Hải đang cất súng đạn trong áo. Sau đó, Hùng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đạch giá bắt giam về tội, tàn trữ trái phép chất cấm, đồng thời trưng cầu giám định khẩu súng, kết quả giám định là vũ khí quân dụng về hành vi tàn trữ trái phép chất cấm. Trước đó, Hùng đã bị Tòa án Nhân dân thành phố rạch giá xét xử và tuyên phạt 6 năm tù. Sáng ngày 13 tháng 9, Công an huyện Thường Tín Hà Nội cho biết đã cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội bắt giữ Doãn Huy Hoàng, 18 tuổi, Đoàn Văn Tú, 18 tuổi và Phan Văn Huấn, 34 tuổi, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, vào ngày 7 tháng 9, Công an huyện Thường Tín nhận được tin báo Xảy ra vụ việc có nhóm đối tượng mang theo hung khí đột nhập vào nhà khống chế bà VTT, 47 tuổi, và bà NTT, 56 tuổi, ở thôn Mai Xá, xã Thắng Lợi, ý đồ cướp tài sản. Lợi dụng các đối tượng sơ hở, bà NTT đã tìm cách thoát được ra ngoài và kêu cứu người thân. Các đối tượng bỏ chạy ra quốc lộ 1A, nhưng đã bị lực lượng công an xã Thắng Lợi cùng người dân truy đuổi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 9 tháng 9, tại địa bàn tỉnh Nam Định, công an phục bắt ba đối tượng còn lại. Tại cơ quan công an, Tú khai nhận đang nợ hơn 100 triệu đồng do thua đánh bạc cá độ và chơi điện tử trên mạng Internet. Đối tượng Hoàng cũng ôm khoản nợ không nhỏ, còn Phan Văn Huấn sống lang thang, nghiện, nét và sử dụng chất cấm. Công an huyện Thường Tính, Hà Nội cho biết đã cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội bắt giữ ba đối tượng trên để điều tra hành vi cướp tài sản. Tiểu mục chuyện ngày mới Thưa quý vị, vụ cháy tại ngõ 29 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngay từ khi xảy ra cháy, lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời có mặt tại hiện trường, tổ chức phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm giảm thiểu thấp nhất hậu quả của vụ cháy gây ra. Ngoài lực lượng phòng cháy chữa cháy, rất nhiều cá nhân tổ chức cũng đã dũng cảm không quản ngại nguy hiểm, hỗ trợ cũng như là trực tiếp xông vào đám cháy cứu người bị nạn chuyện về những người hùng trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội cũng là câu chuyện ý nghĩa mà tiểu mục chuyện ngày mới hôm nay muốn chia sẻ đến quý vị và quý vị lắng nghe. Nhận được tin báo, hàng chục xe cứu hỏa và hơn trăm cảnh sát có mặt tại hiện trường để dập lửa và tìm kiếm người mắc kẹt trong vụ cháy. Sự có mặt kịp thời của lực lượng chức năng đã nhận được sự ghi nhận và đánh giá cao của người dân. Anh Lại Huy Đức ở ngõ 29 Khương Hạ, phường Khương Định, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nói. Hôm 11 giờ đêm, tôi thấy xe cứu hỏa một vài xe cứu hỏa chạy liên tục lúc đấy khoảng đến hai ba tiếng sau vẫn xe cứu hỏa điều liên tục theo mọi người phản ánh thì khoảng 3 đến 5 phút xe cứu hỏa đã đến đây Và hôm qua tôi cũng xem được mấy clip của các bạn qua trên mạng nói chung là từ tầng 1 đến tầng 7, tầng 8 là nó cháy không có gì một cái lò các chiến sĩ nào như là mặt đem lụi hết cùng với lực lượng phòng cháy chữa cháy nhóm cứu hộ Bas Andro là một trong những lực lượng hỗ trợ có mặt sớm nhất tại hiện trường với hơn 20 tình nguyện viên các thành viên đều không quản ngại nguy hiểm lao vào tòa nhà chung cư tìm kiếm những người vẫn còn cơ hội cứu sống để đưa ra ngoài nhớ lại giây phút ấy anh đặng quốc diệt vẫn không khỏi bàng hoàng anh đặng quốc diệt đội trưởng đội sơ cứu bắc anh sơ nói và tổng số tình nguyện viên của tôi tham gia hôm qua lên tới hơn 40 người cho toàn bộ độ trong khoảng thời gian từ uh, 12 giờ cho đến uh, 7 giờ sáng hôm nay mình đi từng tầng một và mình đánh dấu những vị trí những người bị tử nạn và rồi là mình lên đến tầng 8 thì tất cả mọi thứ nó đều trở nên vô vọng thế nhưng cũng may mắn là trong quá trình tìm kiếm thì chúng tôi đã nhánh của chúng tôi đã tìm kiếm thành công và hỗ trợ cho hơn 12 người cùng chiếc nhóm cứu hộ trình người đàn ông làm nghề shipper cũng bất chấp nguy hiểm lao vào tòa nhà và hỗ trợ được hơn 10 nạn nhân thoát ra ngoài an toàn. Anh Nguyễn Đăng Trăng ở huyện Quế Chỏ, tỉnh Bắc Ninh nói. Em bế đứa cháu gái, tầm 13 tuổi. Xong em bé xuống, em bé hô mấy anh lên, là em bế tầng 5 hay tầng tầng trên, tầng ấy. Có 5 người, ra cả gia đình. Đấy em cũng cho cuộc, trong nhiều giờ phải chịu khói độc cùng nguồn nhiệt cao khiến nhiều chiến sĩ kiệt sức được đồng đội đưa ra ngoài có chiến sĩ đã bị bỏng trong quá trình chữa cháy nhiều chiến sĩ vẫn mặc nguyên bộ quần áo bảo hộ ướt sũng nước khuôn mặt lắm lem ám khói bụi lộ vẻ mệt mỏi sau cả đêm trắng hình ảnh của những cán bộ chiến sĩ bất chấp hiểm nguy xông vào khói độc biển lửa tìm kiếm cứu nạn khiến người dân vô cùng xúc động trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, có những người hùng đã thầm lặng, sẵn sàng lao vào khói lửa để cứu người. Lao vào biển lửa như một phản xạ của những người lính cứu hỏa và cũng là mệnh lệnh của trái tim. Những người lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không có thời gian để nghĩ ngoài việc làm thế nào, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn được các nạn nhân, đưa họ ra ngoài nhanh nhất, an toàn nhất. Dân, cuộc chiến nào cũng có những mất mát, Tuy nhiên những người chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và các cá nhân tổ chức đã chẳng mang sự an toàn tính mạng của bản thân mình, họ chưa bao giờ ngần ngại lao vào vùng nguy hiểm vì sự an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã kết lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Như Thảo, Minh Lam xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình chúc cho tất cả chúng ta có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại